Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, năm 2018, ngân hàng SCB trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh kiểm tra kèm theo tình hình nợ xấu kéo dài. Khoảng tháng 8 năm 2018, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã họp với các nhân vật chủ chốt đề ra chủ trương phát hành trái phiếu. Từ năm 2018 đến năm 2020, các công ty An Đông Quang Thuận, Sandigold, Secha được dùng để phát hành 25 mã trái phiếu khống không có tài sản đảm bảo với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu để lừa bán cho các nhà đầu tư thu về hơn 30.869 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho thấy, với vai trò tổng giám đốc điều hành chung hoạt động của ngân hàng SCB, ông Võ Tấn Hoàng Văn đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ bán hàng của SCB xây dựng phương án đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên bán hàng tại 239 chi nhánh ngân hàng SCB trên toàn quốc về sản phẩm trái phiếu và tư vấn tiếp thị mời chào khách hàng mua sản phẩm trái phiếu. Toàn bộ việc sử dụng tiền thu được từ hoạt động bán trái phiếu đã được các bị can ghi chép theo dõi và không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho các trái chủ. Các bị can đã rút tiền và sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ bán trái phiếu cho các mục đích khác, từ đó dẫn đến không có đủ nguồn tiền để đảm bảo chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ.